Hôm nay mình xin giới thiệu tới mọi người một bộ phim chính kịch vô cùng đặc sắc, một bộ phim kinh điển của đất nước Trung Hoa. Đây là bộ phim đầu tiên và cũng là bộ phim duy nhất được chính phủ Trung Quốc cấp phép và đánh giá cao. Bộ phim được dàn dựng trong Tử Cấm Thành, cũng chính là cố cung ngày nay. Từ năm 1949 đến nay, nó là bộ phim đầu tiên được chính phủ Trung Quốc ủng hộ và hợp tác trên mọi phương diện. Bộ phim kể về cuộc đời của Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc từ nhỏ đến lớn. Những bộ phim cung đình mà chúng ta xem đều được lấy bối cảnh của cố cung. Để kể đến quá trình dàn dựng bộ phim kinh điển này, chúng ta phải kể đến điểm đầu tiên, đó là từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, đoàn làm phim đã tuyển tổng cộng 1.900 diễn viên phụ. Thời gian thực hiện bộ phim trùng với thời gian nữ hoàng Elizabeth đệ nhị nước Anh có cuộc viếng thăm sang Trung Quốc, nhưng chính phủ Trung Quốc vẫn ưu tiên thực hiện bộ phim này. Đến nữ hoàng Anh quốc cũng không được tham quan Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành không phải cứ muốn là vào được. Các bạn có muốn biết tại sao bộ phim này lại vinh hạnh đến vậy không? Năm 1988, bộ phim đã giành nhiều giải thưởng trong lễ trao giải Oscar lần thứ 60. Bộ phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, quay phim tốt nhất, dựng phim xuất sắc nhất, thiết kế trang phục đẹp nhất, chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, âm thanh hay nhất, nhạc phim hay nhất, tổng cộng 9 giải thưởng. Đây phải là một bộ phim xuất sắc cỡ nào đây? Có thể nói rằng lễ trao giải Oscar năm đó được tổ chức để chuẩn bị riêng cho bộ phim này. Nó đã được tôn vinh trong lễ trao giải đầy danh giá. Bộ phim mang tên Hoàng đế cuối cùng. Bộ phim kể về tiểu sử cuộc đời của vị hoàng đế cuối cùng nhà Thanh, cũng là vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc, Ái Tân Giác La Phổ Nghi. Năm 1908, Phổ Nghi nhập cung theo ý chỉ của Từ Hy Thái hậu và thông cáo thiên hạ đăng cơ hoàng đế ngay ngày hôm ấy. Sau khi Từ Hy Thái hậu hạ chỉ lập Phổ Nghi 3 tuổi làm hoàng đế, bà đã chút hơi thở cuối cùng. Nhưng Từ Hy Thái hậu đâu phải người bình thường, đến khi chết bà cũng phải khác người. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn phải dưỡng da. Bà đã uống canh rùa trăm năm hay ngàn năm cũng không rõ, nhưng thậm chí nó còn đang động đậy trong nồi, không biết Thái hậu nuốt kiểu gì cho trôi. Thế là chỉ còn lại một mình Phổ Nghi 3 tuổi lên ngôi hoàng đế, trở thành vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh. Phổ Nghi còn nhỏ tuổi nên không hề hay biết bộ long bào trên người mình đại diện cho điều gì. Trong đôi mắt của đứa trẻ 3 tuổi chỉ đầy ắp tò mò về thế giới xung quanh. Trong đại điện đăng cơ hôm ấy, Phổ Nghi bị hấp dẫn bởi chiếc lọ nhỏ trong ống tay áo của đại thần. Đến gần cậu bé mới biết trong đó có một con châu chấu. Phổ Nghi là hoàng đế đương thời nên nghiễm nhiên có được con châu chấu ấy. Đúng là một đứa trẻ ngây thơ, cậu chỉ mới 3 tuổi nhưng đã làm hoàng đế. Sau này cả thiên hạ đều là của cậu, nhưng cậu vẫn ở đó chơi châu chấu trong thâm cung. Phổ Nghi dần dần lớn lên dưới sự chăm sóc của thái giám và cung nữ. Một ngày nọ, Phổ Nghi gặp lại mẹ đẻ đã 7 năm không gặp, nhưng vì thời gian đã khiến tình mẫu tử trở nên xa cách. Nhập cung cùng bà ấy còn có em trai ruột Phổ Kiệt của cậu, hai cậu bé cùng nhau chơi đùa trong hoàng cung. Lúc này Phổ Nghi đã biết được những đặc quyền độc nhất vô nhị của mình. Phổ Nghi thể hiện uy phong của mình trước mặt Nguyên Kiệt, nhưng bất luận Phổ Nghi có quyền lực tối cao đến thế nào cũng không che lấp được niềm vui chưa từng có trong lòng cậu. Vì thế Phổ Nghi tỏ ra vui vẻ và mừng rõ trước sự có mặt của một người xấp xỉ tuổi mình như Nguyên Kiệt. Bấy giờ Phổ Nghi đã lên 10. Sau cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1912, Phổ Nghi đã không còn là một vị hoàng đế thực thụ nữa. Đất đai của cậu đã thu nhỏ trong giới hạn địa phận của Tử Cấm Thành. Phổ Nghi vẫn không hay biết chuyện gì đã diễn ra, cho đến khi tận mắt chứng kiến Phổ Kiệt thay đổi trang phục, cắt đuôi sam, cậu mới biết rằng thế giới bên ngoài đã đảo lộn, bản thân đã không còn là hoàng đế cửu ngũ chí tôn. Năm 1919, bước vào thời kỳ quân phiệt, Johnston đến từ Anh quốc đã nhập cung và trở thành thầy giáo của Phổ Nghi. Lúc ấy Phổ Nghi đã 14 tuổi. Khát vọng rời khỏi hoàng cung của Phổ Nghi ngày một mãnh liệt. Mẹ của Phổ Nghi qua đời, Phổ Nghi muốn đạp xe ra khỏi cung để đeo tang, nhưng cánh cửa lớn của Tử Cấm Thành chỉ im lìm đóng kín. Dù Phổ Nghi có hạ lệnh thế nào thì họ cũng không mở cửa. Sự nông nổi của tuổi trẻ bộc phát, Phổ Nghi trèo lên mái nhà phản kháng. Sau khi biết được chuyện ấy, Johnston cũng tỏ thái độ tức giận, nhưng dù cậu ra sức phản kháng thì cuối cùng sự việc này cũng không mang lại kết quả như Phổ Nghi mong muốn. Phổ Nghi tiếp nhận nền giáo dục phương Tây nên tư tưởng mang hơi hướng hiện đại và tân tiến. Phổ Nghi hy vọng hoàng hậu tương lai nói được tiếng nước ngoài và biết khiêu vũ, nhưng Phổ Nghi là người hoàng thất, việc chọn hậu cũng bị hạn chế bởi tư tưởng phong kiến nghìn năm. Phổ Nghi không thể không chọn Huyền Dung làm hoàng hậu, còn Văn Tú, người mà cậu lựa chọn, trở thành quý phi. Phổ Nghi dần dần trưởng thành. Nhiều năm nay, thái giám, cung nữ trong cung lén lút sau lưng hoàng đế trẻ tuổi, cấu kết ăn trộm đồ đạc trong hoàng cung. Phổ Nghi đã ý thức được điều đó, vì thế Phổ Nghi đã cắt đuôi sam của mình, tuyên bố tra xét quốc khố và thực hiện cải cách trong cung. Nhưng người hầu đã thông đồng đốt kho, Phổ Nghi không còn manh mối để điều tra. Đó là một sự sỉ nhục với địa vị của Phổ Nghi. Hành động ấy khiến Phổ Nghi vô cùng tức giận, vì thế ông hạ lệnh đuổi tất cả thái giám ra khỏi Tử Cấm Thành. Kết quả, những người ở bên cạnh Phổ Nghi gần như đều đã rời khỏi nơi đây. Phổ Nghi cũng chính thức nói lời tạm biệt với quá khứ. Cho đến năm 1924, Phổ Nghi đã thay đổi hoàn toàn trang phục. Đến một ngày, quân đội xông vào Tử Cấm Thành, bảo Phổ Nghi lập tức rời đi. Phổ Nghi không còn cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Một vị hoàng đế bị người ta ép ra khỏi nhà mình, đuổi ra ngoài Tử Cấm Thành. Khi Phổ Nghi bước ra khỏi cửa cung, Johnston đã xin hộ vệ cho cậu, nhưng
nhưng tiếp đón Phổ Nghi lại là sự giúp đỡ giả dối của người Nhật. Bề ngoài thì Phổ Nghi rời đi trong thể diện, nhưng thực chất ông đã bị khống chế bởi người Nhật. Văn Tú lựa chọn bỏ đi. Cùng lúc ấy, người Nhật đã điều nữ đặc vụ để gia tăng kiểm soát với Phổ Nghi. Đồng thời, Phổ Nghi cũng bị mê hoặc, ông bắt đầu có suy nghĩ thành lập Mãn Châu Quốc. Sau đó, Johnston bị ép phải rời xa Phổ Nghi. Còn Phổ Nghi viện lý do Trung Quốc đã phản bội tôi, thành lập Mãn Châu Quốc và lên làm hoàng đế. Phổ Nghi muốn lợi dụng người Nhật Bản để thành lập vương triều của riêng mình, tham vọng trở về ngôi vị tối cao trong quá khứ. Tham vọng ấy đã tan vỡ vào năm 1935. Ông đã ý thức được bản thân chỉ là bù nhìn của người Nhật Bản. Không những vậy, Uyển Dung cũng lấy lý do cần người kế nhiệm cho đất nước, công khai sinh con với một người Mãn Châu khác ngay trước mặt của Phổ Nghi. Để bảo vệ người kế nhiệm Mãn Châu Quốc, Phổ Nghi bị ép ký kết các loại thỏa ước. Phổ Nghi chỉ đành nhắm mắt đưa tay, nhưng cũng không cách nào ngăn chặn được cái chết của đứa trẻ ấy. Sau đó, Uyển Dung bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Phổ Nghi đã đánh mất người thân cuối cùng. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, Phổ Nghi định chạy trốn, nhưng vẫn bị bắt giữ với danh nghĩa tội phạm chiến tranh. Sau khi bị bắt, Phổ Nghi từng tự sát và nói dối để thoát khỏi sự trừng phạt của chế độ mới. Nhưng dần dần ông ý thức được trong dòng chảy của thời đại, bản thân không hoàn toàn là người bị hại, đồng thời ông cũng là người gây ra tai họa. Vì thế ông dần dà lựa chọn tiếp nhận hình phạt và kìm nén những oán hận trách móc vào trong. Sau 10 năm bị nhốt, Phổ Nghi ra tù năm 53 tuổi. Ông đã khôi phục được sự tự do và sống cuộc sống của một người làm vườn bình dị. Nhưng thời kỳ nhạy cảm đã cận kề. Nhìn những người xung quanh ông, từng người một phải chịu sự trừng phạt, thời đại đã đổi khác. Phổ Nghi ngày một sợ hãi. Lúc này ông nhớ đến chốn dừng chân an toàn nhất, đó chính là nhà mình, Tử Cấm Thành. Bây giờ Tử Cấm Thành đã đổi tên là Cố Cung. Ông đến nơi từng là ngôi nhà thuộc về mình, nhưng không ngờ rằng ông phải mua vé mới có thể vào cửa. Đến đoạn này, quả thật chúng ta cũng phần nào đồng cảm với Phổ Nghi. Một người đàn ông muốn về nhà mình lại phải trả tiền để mua vé, huống hồ ông từng là hoàng đế, một vị hoàng đế cao cao tại thượng trên vạn người. Phổ Nghi đến đại điện hoàng cung, ông ngước nhìn long ỷ mà mình từng ngồi, cảm xúc hỗn loạn và phức tạp. Phổ Nghi bước lên phía trước nhưng bị con trai của bảo vệ ngăn cản. Con à, may mà ở thời bây giờ đấy, phải vào 40 năm về trước chỉ có 4 chữ đợi chờ con thôi. Chu Di cửu tộc. Phổ Nghi vội vàng tự giới thiệu, ông từng là hoàng đế, đây là nhà cũ của ông. Để chứng minh, ông còn lấy ra một lọ nhỏ ở sau ghế, đó là chiếc lọ của vị đại thần năm nào. Cậu bé mở chiếc lọ ấy ra, bên trong là một con châu chấu đã ngả vàng. Cậu bé quay đầu lại một lần nữa thì Phổ Nghi đã biến mất. Sau này Cố Cung trở thành một địa điểm tham quan du lịch, mỗi ngày đều có vô số khách tham quan đến đây. Còn cuộc đời của Phổ Nghi cũng mãi được lưu truyền trong sử sách. Thực tế, Phổ Nghi đã qua đời vào năm 1967. Cảnh quay này đã kết thúc bộ phim. Trong video này tôi chỉ nói đến những tình tiết quan trọng, còn câu chuyện chi tiết nếu mọi người hứng thú thì có thể tìm kiếm bản gốc để thưởng thức. Bộ phim kinh điển này xứng đáng nằm trong danh sách những bộ phim của thời đại. Ngoài ra, điều đáng nhắc đến nữa là đạo diễn của bộ phim này không phải là người Trung Quốc mà là một vị đạo diễn người Italy. Tên của ông ấy là Bernardo Bertolucci. Đạo diễn đã sử dụng tư liệu của Johnston, Thầy Dạy Học của Phổ Nghi, Hoàng Hôn Nơi Tử Cấm Thành và Tự Truyện của Phổ Nghi, Nửa Đời Đầu Của Tôi để dựng lên bộ phim này. Cuối cùng, bộ phim cũng được sự đồng ý của chính phủ Trung Quốc. Hơn nữa, không có bất cứ giới hạn nào về nội dung. Phổ Nghi bị ép sống một cuộc sống không thuộc về mình trong cơn biến động của thời đại và buộc phải chấp nhận sự sụp đổ của vương triều nhà Thanh. Cuộc sống của ông bị pha trộn bởi hai nền văn hóa Đông Tây cho đến khi lu mờ và trở thành những trang sử sách trong ký ức. Trước kia cả thế giới đều ép buộc Phổ Nghi trở thành một vị hoàng đế thực thụ, nhưng ông có lòng mà không có sức. Ông cũng từng thử thực hiện giấc mộng ấy, thành lập Mãn Châu Quốc, nhưng lại đi sai đường và trở thành kẻ bù nhìn. Chúng ta có thể nói ông ấy có tội, nhưng các bạn có từng nghĩ đến một vị hoàng đế bị đuổi khỏi Tử Cấm Thành của mình sẽ thảm thương đến nhường nào không? Không ai biết rằng những việc làm của ông không hề xuất phát từ ý đồ xấu. Bắt đầu từ khi 3 tuổi, vận mệnh của Phổ Nghi đã bị thời đại xoay vần, nó còn bi thảm hơn việc hoàng triều bị diệt vong.